Nữ Colombia đang có kỳ World Cup nữ 2023 ấn tượng khi đi tới vòng tứ kết và sở hữu phong độ rực sáng. Theo đó, đại diện của Nam Mỹ thắng 2 và chỉ thua 1 ở 3 trận đấu tại vòng bảng. Tiếp đến, họ có chiến thắng 1-0 trước hiện tượng nữ Jamaica ở vòng 1/8. Tuy nhiên, kể từ vòng tứ kết, mọi thứ không còn dễ dàng với các cô gái Colombia khi là thăm đưa họ chạm mặt đối thủ đáng gờm nữ Anh. Lùi lại kỳ World Cup 2015, họ đã từng để thua 1-2 trước Anh và nhiều khả năng kịch bản này sẽ được lặp lại. Nên nhớ, nữ Anh bước vào World Cup nữ 2023 với tâm thế đội bóng xếp thứ tư thế giới và dĩ nhiên họ là một trong những ứng viên vô địch nặng ký ở mùa giải năm nay. Lúc này, các cô gái xứ sở sương mù vẫn đang đi đúng theo kế hoạch đề ra khi họ thắng cả 3 trận đấu tại vòng bảng. Ở vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Whitman một lần nữa cho thấy bản lĩnh nhà vô địch khi vượt qua nữ Nigeria trên chấm luân lưu. Nhấn mạnh, nữ Nigeria không phải đối thủ dễ chơi khi họ từng đánh bại đội chủ nhà nữ Úc hay cầm hòa nữ Canada, những đội bóng top 10 thế giới. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là trận đấu không dễ dàng của tuyển nữ Anh. Dự đoán tỷ số sẽ là 2-0 cho tuyển Anh. Chúc các anh em may mắn!